Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Antaz được sản xuất tại công ty cổ phần phát triển dược Vesta. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Antas cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Antas Vita Cherry, chiết xuất hoa anh đào Montmorency, nghiên cứu cho thấy việc sử dụng nước ép hoặc các sản phẩm chứa cherry đã ngăn chặn và giảm các cơn cấp của gút. Nồng độ axit uric trong máu cũng giảm. Chiết xuất hy thiêm, nghiên cứu cho thấy chiết xuất hy thiêm có tác dụng chống tăng axit uric máu giảm đau và giảm triệu chứng trong viêm bao hoạt dịch do tăng axit uric. Dạng bào chế Viên nang cứng Công dụng và chỉ định của Antas Công dụng Hỗ trợ giảm axit uric trong máu, giúp hạn chế và giảm nguy cơ viêm đau khớp do gút. Chỉ định Người có axit uric máu tăng, người bị viêm khớp do gút với biểu hiện sừng khớp, đau khớp. Cách dùng và liều dùng của Antas Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Uống 2 đến 4 viên trên ngày, ngày 2 lần. Uống duy trì 2 viên mỗi ngày, uống sau bữa ăn. Chống chỉ định của Antas. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Không sử dụng cho phụ nữ có thai, đang cho con bú và người dưới 18 tuổi. Lưu ý khi sử dụng Antas Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc. Sản phẩm không phải là thuốc và không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Antas, đồng thời biết cách sử dụng Antas sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham